Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là đến Giáng sinh. Thời điểm này, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa. Từ thành thị tới nông thôn thì bà con đã tất bật chuẩn bị để đón mùa Giáng sinh. Trước nhu cầu của người tiêu dùng, thị trường hàng hóa phục vụ dịp lễ này cũng sôi động không kém. Ghi nhận tại thành phố Cần Thơ. Những cây tùng với hương thơm đặc trưng, những cái thông đỏ đến từ xứ sở ngàn hoa, hay những cành thông được nhập khẩu từ đất nước xa xôi Đan Mạch. Nét đẹp rất riêng của chúng chính là lời mời gọi đầy hấp dẫn với rất nhiều người trong mùa Giáng sinh này. Trang trí những cây thông thật như thế này thì trong nhà mình thêm sinh động hơn. Cái mùa Giáng sinh nó tràn về thì nó sẽ làm cho không khí gia đình trở nên ấm áp hơn nữa. Ngay từ giữa tháng 11, các cửa hàng đã chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Trái châu, dây kim tuyến, ông già tuyết. Kinh doanh hơn 20 mùa Giáng sinh, anh Tài cho biết thị trường hàng trang trí ngày càng sôi động. Đa dạng phong phú, hàng thì cũng đẹp, mẫu nhiều mẫu. Còn tại hệ thống siêu thị, mặc dù năm nay giá có tăng, tuy nhiên các đơn vị đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi với mức giảm giá sâu hơn các năm trước từ 25-30%. Nhờ đó mà lượng hàng bán ra năm nay có những tín hiệu lạc quan. Cái việc mua sắm năm nay thì có một cái sự khởi sắc. Năm 2022 này thì tụi tôi thấy là cái sự tăng trưởng là từ 7-10%. Bên cạnh phương thức truyền thống thì năm nay các cửa hàng còn đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến. Hầu hết các sản phẩm đều được giới thiệu trên các trang mạng xã hội. Người tiêu dùng chỉ cần lướt Facebook thì có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những sản phẩm cần thiết cho mùa Giáng sinh năm nay. Dịch bệnh được kiểm soát, không khí Giáng sinh năm nay cũng trở nên sôi động hơn. Sôi động từ các siêu thị, cửa hàng đến mỗi gia đình. Những cái thông được bà con trang hoàng rực rỡ. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, với bao ước mơ và hy vọng.